Xin kính chào quý thầy, xin kính chào quý cô. Xin chứng giám cho buổi nói chuyện của anh chị em chúng tôi. Xin phép anh chị em tôi chỉnh lại một số những cái. Vâng, thưa các anh chị em. Chúng ta đang đứng trong một cái, tôi coi là một cái giai đoạn khá là đặc biệt. Giai đoạn nó ảnh hưởng câu chuyện của Hoa Kỳ và nó ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta, vấn đề đất nước của chúng ta cũng như là một số những cái quan hệ gọi là quan hệ anh em của chúng ta. Đáng lẽ là ngày hôm nay là tôi không có làm live stream bởi vì cũng mệt mỏi rồi, thực ra là quá mệt. Tuy nhiên nó có một số những cái tin tức nghĩ rằng cần phải chia sẻ với nhau. Vì thời giờ của tôi rất ít, rất ngắn, cho nên mong các anh chị em thông cảm là trong lúc làm việc đó là tôi cũng trong lúc nói chuyện là tôi cũng bị rối tùm lum tùm la hết, phải đưa tay qua bên này, đưa tay qua bên kia,
mong các anh chị em thông cảm. Đến bao giờ thì những người như anh em chúng tôi có được những giấc ngủ, là những giấc ngủ bình an. Mấy ông lại phá nữa. Tại vì tôi dùng 4 máy trong cái hoàn cảnh của những ngày vừa qua là 2 máy của tôi bị bung. Tôi bị bung mất 2 máy rồi. Cho nên là chỉ còn dùng 2 máy. Cho nên những cái cuộc gọi là cuộc phá phách nó thường xuyên diễn ra trong lúc làm việc. Mong các anh chị em thông cảm. Thưa các anh chị em, âm thanh có nghe được không thưa các anh chị em? Nếu không nghe được thì tôi sẽ chuyển qua một cái hết sức là phiền toái kính cung. Trong một số giờ vừa qua, hệ thống YouTube đã bị gọi là đã bị ngáp trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Tôi rất muốn được cùng với các anh chị em đó để chúng ta nói chuyện với nhau ngày hôm nay, tức là về vấn đề tự do. Khi mà mất tự do thì chúng ta mất tất cả. Chúng ta mất tự do là chúng ta mất hết. Mất tự do là mất tất cả. Và điều này tôi nghĩ rằng chỉ có những người đã từng chết sống, từng bị cùm kẹp, từng bị gọi là bị đời sống cá nhân mình bị vật vã đó, thì vì cái giá trị của tự do, đặc biệt là những người chiến binh còn sống sót thì mới hiểu thật sự được cái giá trị của cái câu nói này. Đối với tôi đây là một lời tuyên ngôn: mất tự do là mất tất cả. Kể cả gọi là còn tổ quốc của chúng ta đi nữa, còn đất nước của chúng ta đi nữa, còn chế độ của chúng ta đi nữa, tất cả sẽ không là gì cả so với cái chuyện là khi mà chúng ta mất tự do. Và điều này khá là đau đớn là ở Việt Nam các anh chị em rất ít người nhận ra cái sự đau đớn này. Trong thời gian vừa qua đó, các anh chị em có thể là có những người nói rằng bản thân tôi đó, đây là cái cờ vàng, đây là lá cờ. Tại sao mấy năm nay rồi, 3 năm nay, 4 năm nay, hầu như nó rất ít khi tôi gắn lá cờ lên trên áo của tôi trong những lúc live stream, trong những lúc nói chuyện. Và đâu đó một số những người gọi là cuồng bi đó, thì các anh chị em gọi chúng tôi là cuồng thum, thì chúng tôi cũng gọi các anh là cuồng bi. Bi hiểu thế nào cũng được, bi hai hòn hay là bi một hòn hay là bi gì đó, thì mỗi người đều có cái quyền hiểu khác nhau. Và đâu đó chúng tôi, bản thân tôi thì tôi lỗ mãng quen rồi, bộ bã quen rồi, gọi là cuồng bi. Tức là cái chữ bi đó là tôi gọi là cuồng bi của bi. Không biết các anh chị em có vui hay có buồn, mà nếu có buồn thì cũng mặc mẹ các anh chị em. Các anh chị em, một số người than phiền với nhau vọng qua vọng lại: à mẹ, cái ông Thành ông nói hỗn quá, ông nói tục quá, ông nói xúc phạm quá, ông nói ngứa tai quá. Vậy các anh chị em nghe tôi làm chi? Các anh chị em leo lên trên YouTube rồi các anh chị em nghe rồi các anh chị em nói vòng qua vòng lại, nó vọng đến tai tôi. Thực ra là tai tôi bây giờ là các cái chuyện vo ve của các anh chị nó có là cái gì đâu. Kể cả là các anh chị mượn danh nghĩa, mượn tên tuổi của một thằng, tôi gọi là thằng núp lùm, gọi là thằng khách huyền đao. Các anh chị em hiểu như thế nào về chữ khách huyền đao? Ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi. Cái chữ khách huyền đao tự nó đã nói rằng nó là hành trạng của kẻ phản bội. Khách huyền đao tức là cái chủy thủ, lưỡi chủy thủ của kẻ giết người đối với trường hợp nuôi ong tay áo. Tức là những người thân cận của mình, thí dụ như ông Ngô Đình Diệm đối với những người như Dương Văn Minh chẳng hạn. Tức là những kẻ phản bội, giết người, giết chủ của mình bằng con dao chủy thủ nhất
ở trong trong nước Áo. Đây là hành vi, gọi là hành vi phản bội của những thích khách, khách huyền đao. Huyền là mờ ảo, đao, huyền đao là cái chủy thủ, tức người ta không nhìn thấy cái ngọn chủy thủ nhét ở trong 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 tay áo của người thích khách. Nội cái tên của nó thì nó đã nói với các anh chị em rất rõ ràng là tao là thích khách, tao sinh ra lấy cái nick này là để phản bội. Mà các anh chị em bê nó lên trên miệng, các anh chị em cõng nó trên vai các anh chị em, thì đéo mẹ các anh chị em ngu quá. Có thể là các anh chị em học thật nhiều tiếng Anh, học đọc thật nhiều báo chí tiếng Anh, báo chí tiếng Pháp, nhưng cái vốn liếng văn hóa gốc của người Việt Nam, của văn hóa châu, các anh chị em đéo biết gì cả. Ngu quá. Học một đống mà uổng. Cho nên có tức thì thôi, tắt máy đi ra. Chứ còn không tôi chửi nữa. Và trong live stream này là tôi chửi đến nơi đến chốn. Bởi vì đối với tôi, nó là cái gì? Đối với tôi, đây là trận cuối. Đây là trận cuối cùng. Vì thế, trong những live stream gần đây tôi đeo lá cờ này, tôi dán lá cờ. Dán lá cờ này, cờ này là cờ thiên, tức là quẻ càn. Thiên thiện, thượng thiện, càn khôn. Và tôi mong rằng những lớp đàn em sau này, từ cái lá cờ này, sẽ chuyển lại đúng cái lá cờ thời đầu tiên của cờ vàng, từ thời quân chủ chuyển sang quân chủ lập hiến, tức là thời của Đức Trần Trọng Kim. Hãy tìm cách đưa lại quẻ ly, đúng cờ quẻ ly. Còn này, khi chúng ta chưa có đất nước, khi chúng ta chưa lấy lại được lãnh thổ, đây là lá cờ chúng ta cần phải hướng tới, bởi vì đây là ý về thiên, thượng thiên, thượng thiện. Và tôi coi rằng đây là cơ may cuối cùng, đây là cơ hội cuối cùng để nước Việt Nam còn có thể thượng lên được lá cờ này hay không. Lá cờ quẻ ly hoặc lá cờ quẻ càn có thượng lên được hay không là ở giai đoạn này, ở trong những tháng này. Và vì thế tôi coi đó là chuyện sinh tử. Nên việc chỉ mặt các anh chị em, ngày mai tôi sẽ tiếp tục chỉ nữa chứ không phải chỉ có ngày hôm nay. Ngày mai, ngày kia khi tôi sẽ đối diện với anh Huỳnh Công Phải. Và tôi biết rằng anh Huỳnh Công Phải có những người đứng ở phía sau của anh Huỳnh Công Phải để yêu cầu rằng với cái kinh nghiệm của ông đã đi trên cái hành trình này cả 38, 40 năm. Có những câu hỏi ông sẽ không trốn tránh được, ông sẽ phải trả lời. Và tôi chấp nhận sự trả lời đó rồi, bởi vì đối với tôi lặp lại, đây là trận cuối. Một là chúng ta sẽ còn, và còn trong danh dự. Tức là Tổ quốc Việt Nam sẽ còn. Danh dự Việt Nam sẽ còn, còn với ý nghĩa của tự do, còn với chữ của tự do. Không nhìn thấy được cái gì. Không... Chúng ta còn với đất nước của chúng ta, còn với Tổ quốc của chúng ta, với ý nghĩa thật sự của tự do, của công bằng. Còn nếu như chỉ là một nước như nước Việt Nam ngày hôm nay, thì thú thực đối với tôi, chết mẹ đi còn hơn. Còn người ta sống mà không có tự do, sống mà uất ức, sống mà kìm nén, sống mà ngậm hờn, thì không phục hưng được, không phục hồi được. Sống nhục như vậy, bỏ mẹ cuộc sống đó đi. Đó là lý do tại sao tôi đeo đuổi cái cuộc chiến đấu này 38, 40 năm. Và tôi nhìn các ông, thí dụ như cái anh chàng khách huyền đao, một anh chàng núp lùm. Một số thời gian gần đây là anh ta trường mặt ra. Trường mặt ra cũng mơ mơ màng màng. Người ta không hiểu được là anh ở đâu, anh ở chỗ nào, anh ở cái góc nào mà mờ mờ ảo ảo như vậy. Bộ nước Mỹ là ánh sáng nó mờ nhạt đến như thế hay sao? Mà anh phải núp lùm như thế. Tôi coi đây là một thái độ núp lùm. Một khi mình sống có chính nghĩa, một khi mình đấu tranh cho chính nghĩa. Đấu tranh cho chính nghĩa, gọi là mình dựng lửa mà dựng đuốc. Mình chỉ mặt, gọi là cái bọn cuồng thum, là bọn ngu dốt. Mình chỉ mặt
Bọn cuồng thum là cái bọn lượn lờ, bọn láo xạo, bọn chạy fax news, chạy tin tức hướng dẫn người ta ăn cứt gà. Chúng ta nói được. Anh nói được rất là ngon lành, anh viết được. Và một vài lần anh len lén anh xuất hiện như vậy. Một cái sự xuất hiện gọi nó giống như là chó chui gầm trạm như vậy. Con chó chui gầm trạm nó có mang được chính nghĩa của nó hay không? Nó có xác định được tư thế chính nghĩa của nó hay không? Mà các ông các bà gọi là văn nhân, gọi là thi sĩ, gọi là thượng sĩ của Việt Nam ở khắp nơi, từ Canada đến Âu Châu đến Việt Nam, thượng một cái thằng gọi là thằng núp lùm đó lên để lấy đó làm lý luận của mình, cái thằng khách khuyên đao như vậy, láo xạo, láo và núp lùm như vậy. Và các anh thượng lên trên đầu, các chị thượng lên trên đầu, nó vạch cu, nó nhét vào mồm các anh các chị, các anh chị vẫn cắn. Ngu, học thật nhiều để rồi ngu như vậy. Đáng tiếc tổ phụ của chúng ta cũng phải dẫy lên đành đạch, vì những đàn con gọi là đàn con học nhiều kiến thức, gọi là học nhiều khoa bảng ở tận gọi là nước ngoài, trong khi là bây giờ nó thi nhau rốt nát như thế. Cho nên các anh các chị hãy thượng mặt ra, nếu gọi là để bảo vệ chính nghĩa, nếu gọi là xiển dương chính nghĩa, cầm đuốc thì phải đi đầu để mà cầm đuốc. Các anh núp lùm chó chui gầm trạm cầm đuốc kiểu gì? Hay là sợ đám đông? Tại sao đám đông họ lại cuồng nộ như vậy? Tại sao cả hàng triệu dân Mỹ họ tụ về Washington 2 lần rồi, dữ dằn như thế? Và cái đám gọi là cái đám mà các anh các chị thượng lên đầu là đám Antifa, là đám Black Lives Matter, các anh chị thượng lên, trong khi cái hành xử của nó không khác gì, tức là tôi nói đến chó là xúc phạm loài chó. Tức là hành vi đó là hành vi chó bít bùn, một cái loại chó biến thái. Cắn càn, cắn bậy, cắn ẩu, cắn tàn nhẫn, cắn tàn sát. Đó là giống chó bít bùn, nó không còn là chó, nó là quỷ chó. Bọn Black Lives Matter, bọn Antifa sử dụng như vậy. Chúng nó, những thằng ở trên đầu, là những thằng tỷ phú, những tập đoàn khổng lồ. Và nó sử dụng một cái đám đen đủi, một đám nhơ nhuốc, một đám mọi đen. Tôi nhấn mạnh là đám mọi đen. Cái bọn Black Lives Matter là mọi đen. Và tôi nói điều này, nói ngay tại xứ Pháp. Chẳng có thằng đéo nào bảo vệ tôi cả. Tôi là bảo vệ tôi, bản thân tôi. Và thần thánh của tôi, nước Việt bảo vệ tôi. Cấp cần một thằng cảnh sát Pháp nào bảo vệ tôi hết. Và thằng nào xách súng đến đây, thằng nào có can đảm cứ việc đến đây. Nếu đủ thấy rằng bản lĩnh của mình có thể bắn nhanh hơn tôi, cứ việc đến đây. Thưa các anh chị em, đã đến lúc chúng ta phải rành mạch, phải rành ròi, rành rọt. Ai là thù, ai là bạn, ai là ta, không thể lẫn lộn được nữa. Cái trò đấu tranh nhem nhuốc, đấu tranh bất bạo động tuyệt đối, đấu tranh để nhặt bạc cắc, đã đến lúc phải nhận mặt chúng nó để đuổi chúng nó ra khỏi cái sân đánh châu của chúng ta. Vào trong sân đánh châu là phải chấp nhận đổ máu, chứ không phải vào trong sân đánh châu để lúi húi đi nhặt bạc cắc trong sân đánh châu. 15 năm trôi qua rồi, bao nhiêu những đứa ở hải ngoại, cái bọn Việt Tân như thế nào, bọn thằng Nguyễn Gia Kiểng như thế nào. Và mới đây xuất hiện một cái thằng lem nhem ở bên Thái Lan. Thằng Quốc, thằng Quèo thì đã đến lúc cần phải nhìn thật rõ. Bởi nếu cuộc chiến đấu mà chúng ta không nhìn ra ta là ai, không nhìn ra địch là ai, thì chúng ta sẽ loanh quanh luẩn quẩn mãi, giống như là trong vòng 20 năm qua gọi là đấu tranh bất bạo động tuyệt đối. Đù mẹ toàn là những thằng gọi là nhặt bạc cắc từ ở San Jose đến sang tới Âu Châu, và từ Âu Châu đi về Việt Nam lúi húi nhặt bạc cắc trong cái sân đánh châu máu me bùn lầy dầm dĩ như vậy. Cho nên bản lĩnh của những người đấu tranh giờ này là giờ phải nhận ra. Và nhận ra không phải là chúng ta chỉ đứng nhìn không, cầm sẵn cái chày lên, khi có cơ hội đập nát đầu nó ra, giống như đập đầu con cá trê. Bởi vì nó là kẻ thù, nó làm tản sức của chúng ta, nó làm mất sức của chúng ta. Đây là đòn tâm lý chiến.
Nói đến đòn tâm lý chiến, lại trở lại cái chuyện YouTube trong một số giờ vừa qua là bị đánh cái sập ầm. Tại sao bị đánh sập ầm như vậy? Đó là một đòn dằn mặt. Một đòn dằn mặt của We the People. Tức là thế lực của những người yêu chuộng tự do thật sự, họ đã bắt đầu hành động. Và nếu không thay đổi, nếu không biết điều, sẽ mất luôn, đánh vỡ tan nát luôn. Vì thế mà tôi chân thành kêu gọi các anh chị em, Facebook, Twitter, họ cũng đang bị đối diện với những thách thức như thế, với những sự thử thách như vậy. Và loạn quạng nó sẽ mất hết. Cho nên chúng ta cần phải giữ những cái nền tảng trao đổi nó đặc biệt. Thí dụ như là bên Gab là GAB, chúng ta dựa trên cái nền tảng đó làm chính để giữ một cái sự liên lạc cần thiết đối với nhau. Barclay cũng có vấn đề. Barclay chính là dòng họ, dòng dõi của Rothschild. Mà Rothschild là một trong những dòng họ dính líu rất chặt chẽ đến cái Deep State này. Và các cái nguồn đầu tư của họ không phải là chỉ có Barclay, không, qua rất nhiều những thứ khác. Nó lên đến cả trăm tỷ đô la. Nền tảng nó rất là lớn chứ nó không phải đơn giản. Cho nên cái ngay bên Readme cũng vậy, là né bớt đi và dùng tối đa cái Grab, đồng thời những cái nền tảng khác nữa để có thể liên lạc được với nhau. Thưa các anh chị em, truyền thông hết sức là quan trọng. Trước khi người ta đánh đấm công thành là người ta phải đánh vào đòn tâm lý. Và đánh vào đòn tâm lý là người ta dựa vào truyền thông, dựa vào truyền tin. Một cái đơn vị đại đội, cấp đại đội mà muốn đánh vào một cái địa điểm nào, đánh vào một cái cứ điểm nào đó là phải đi đầu là thám báo, thông tin. Cái mặt trận thông tin có thiết lập được, có nắm chắc được thông tin mới đánh. Vì thế các cái câu chuyện đang xảy ra tại Hoa Kỳ là cái mặt trận truyền tin, mặt trận thông tin, mặt trận truyền tin là đang hết sức rối ren. Chúng ta đã nhìn thấy cái hình tượng loa phường nó xảy ra khắp nơi, đặc biệt là tại Hoa Kỳ trong cái cuộc bầu cử này. Một cái bọn gọi là bọn phò bi đó. Người thì gọi là cuồng, tôi vừa gọi là cuồng vừa gọi là phò. Mà phò theo cái tiếng Bắc của cái giai đoạn sau năm 1975, cái chữ phò nó đẹp lắm. Và tôi gọi là bọn phò bi, phò Biden, tôi gọi tắt lại là bọn phò bi. Chúng ta đã nhìn thấy cái tình trạng truyền thông nó bị cướp mất. Loa phường của Việt Nam xuất khẩu và tràn đầy ở bên Mỹ ngày hôm nay. Và lực lượng phò bi của Việt Nam đem những cái loa đó, vác những cái loa đó dội vào trong nhà Facebook của những người hoạt động cho Facebook. Hoạt động cho sự tự do. Người ta không muốn nghe anh. Người ta lịch sự, người ta không block, không đuổi anh ra ngoài. Nhưng anh phải coi lại cái động lực nào để cho anh vác loa, anh chĩa vào trong nhà người ta. 10 giờ đêm anh vác loa, anh chĩa vào trong nhà người ta. Tức là loa phường. Để anh rủa xả, để anh nói móc, nói mẹo. Cho nên đừng có ngạc nhiên khi mà dân chúng nổi giận. Đến một lúc nào đó các anh chị em trở lại Việt Nam, tôi mong rằng các anh chị em ngẩng mặt lên trời để đi nhìn bầu trời của Việt Nam để tự hào, nhìn những người Việt Nam, đồng bào của chúng ta một cách hết sức thân yêu. Chúng ta có thể thoải mái đi giữa Sài Gòn, vác những, tức là cầm những cút rượu đi uống với nhau cho nó thoải mái, kể cả nam lẫn nữ. Bao nhiêu năm tha hương, ước mơ của chúng ta là như vậy. Đi trên đường say sưa trong một hai đêm, đừng đập phá thôi, nhưng mà tôi ngã xuống, em ngã xuống, anh ngã xuống, chị ngã xuống, có những người khác dìu lên, dân của chúng ta dìu lên,
thôi ông ơi, ông uống bớt đi, chúng tôi đưa ông về nhà. Ông buồn hay là ông vui, nhưng tại sao ông lại khóc? Chúng tôi đưa ông về nhà. Chúng tôi đưa em về nhà, đưa chị về nhà. Nhà anh, chị ở đâu? Chúng tôi làm gì có nhà? Về Sài Gòn, chúng tôi mất hết rồi. Và ngày về không còn xa đâu. Cho nên những anh chị gọi là những anh chị phò bi, hãy bớt cái mồm mình lại. Hãy nói bằng trí tuệ của mình, đừng nói bằng loa phường. Người ta đã phất uất quá rồi. Nước Mỹ cũng vậy, dân Mỹ cũng vậy, và chúng tôi cũng vậy, những người Việt Nam cũng vậy. Đặc biệt là những người Việt Nam vượt biển, những người Việt Nam đi đến Mỹ bằng những cái phương cách HO, những cái chương trình HO. Chúng tôi đau đớn quá rồi. Và chúng tôi khinh bỉ cái những cái mồm tuyên giáo, những cái mồm quản giáo, những cái loa quản giáo ở trong nhà tù và đi ra ngoài đời là những cái loa phường. Đừng bắt chúng tôi nghe những loa phường của các anh chị nữa. For. Không có lâu nữa đâu. 3 tuần lễ nữa thôi. Cùng lắm là 4 tuần lễ nữa. Mọi chuyện nó sẽ rạch ròi. Và khi đó, một lô một lốc những người mà các anh phò đó, tức là các anh nâng bi của họ, các anh liếm bi của họ đó, nó sẽ lừng lững đi vào nhà tù. Nó sẽ lừng lững đi vào Gimo. Đi vào Guantanamo. Thưa các anh chị em, ngày hôm nay rất muốn nhấn mạnh với các anh chị em một cái chuyện, đó là phi xả. Tại sao tôi nói đến chữ phi xả? Chắc tôi phải chạy. Lát nữa tôi sẽ chạy một cái đoạn, cái clip nhỏ khoảng 2 phút để chúng ta thấy ra được cái không khí của cuộc chiến, tôi gọi là cuộc chiến bắt đầu khởi động tại Hoa Kỳ. Ở Maine, một cái tỉnh Maine của tên là Maine của bờ biển của Canada, nó mới xảy ra một cái chuyện là nó có một cái, tôi để trong ngoặc kép, một cái trận động đất. Và cái trận động đất đó chỉ có trong vòng khoảng tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ thôi. Là thông tin chúng tôi nhận được là hơn 50.000 thằng tàu, hơn 50.000 thằng lính tàu. Tức là má nó không nhận ra luôn. Hơn 50.000 thằng lính tàu, má nó nhận không ra. Và những người gọi là dân chủ hoặc những người là phò bi đó thì chạy theo những tin tức của bên phò bi, nó nói à đó là nó chỉ là trận động đất thôi, mà làm gì có chuyện là 50.000 con cua, 50.000 con cua tàu bị gọi là bị chiên giòn, bị chiên giòn tại cái đảo Maine, tại cái căn cứ Maine. Cho nên đã phải nhìn rằng cái thế lực muốn xâm nhập vào trong Hoa Kỳ đó của Trung Quốc và được sự sử dụng của gọi là lực lượng nhà nước ngầm, nó không phải là 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tại sao nó xây dựng lên Trudeau được? Và tại sao có những cái tin tức, mà những cái tin tức đó cãi không được, là Trudeau là con rơi của Fidel Castro của Cuba? Và tại sao cái vùng men, cái vùng nổ mới xảy ra đó, nó lại là vùng nhạy cảm? Nó là vùng nhạy cảm giữa Canada, Mỹ và vùng biển Caribe và Cuba. Tại sao đó lại là một cái nơi gọi là huấn luyện? Canada mời quân đội PNA của Trung Quốc vào trong đó huấn luyện. Huấn luyện đâu, sao huấn luyện lại là vào trong đó để huấn luyện? Và khi mà anh huấn luyện thì anh mang cả vũ khí nguyên tử vào trong đó. Và cú nổ vừa rồi đó là gậy ông đập lưng ông đấy, chứ méo phải là quân đội Hoa Kỳ họ họ dùng nguyên tử đâu.
Các anh chị em ở Việt Nam bắt đầu lộ lên một số tin tức là liên quan đến gọi là phóng xạ đã vào, tức là từ Thái Bình Dương đã lan vào Thái Bình Dương, đã lan dần đến đến Đông Nam Á. Tất cả những điều đó để cho chúng ta thấy rằng cái thế lực, cái mưu đồ của Trung Quốc là phối hợp với lực lượng Deep State để làm nước Mỹ, biến nước Mỹ trở thành một cái khối của họ. Và các đời Tổng thống Mỹ, 4 năm đời Tổng thống vừa qua đã gần như là đã cộng tác. Chúng ta có ngạc nhiên hay không khi thấy một anh chàng nhọ nồi lại lên làm Tổng thống Mỹ? Ai xây dựng cho anh nhọ tông tông đó lên làm Tổng thống Mỹ? Bình thường mà nói rằng nước Mỹ là một cái nước gọi là có những sự kỳ thị nhất định. Mà đùng một cái, hoàn toàn là cách mạng. Hoàn toàn là lạ lùng. Bảo rằng tâm linh trời dẫn dắt. Tôi không nghĩ như vậy. Thằng Obama nó đâu có tin trời, tin đất gì đâu. Cái hành vi mà nó đặt tay lên trên trang thánh kinh nó thờ, hãy nhìn, ai có những thước phim đấy, hãy nhìn kỹ lại cái ánh mắt của nó như thế nào. Khi mà gọi là cái động thái nó đặt tay lên cuốn thánh kinh mà nó thờ, nó thề. Tại sao Tổng thống Mỹ lại phải đặt tay lên cuốn thánh kinh như thế? Khi anh đặt tay lên cuốn thánh kinh, nghĩa là anh thề với trời đất, anh thề với Chúa của họ, Chúa của toàn quốc của họ, gần như là toàn quốc của họ. Cái đó nó linh thiêng vô cùng, tại vì tâm linh mà. Anh, thế thì anh đặt tay lên kinh Phật, anh thề, nghĩa là anh thề với tâm linh của biết bao nhiêu người đã mang niềm tin Phật. Và khi mà nhiều người, cả hàng tỷ người mang niềm tin Phật như vậy, thì cái sức mạnh, gọi là sức mạnh tâm linh, nó vũ lộng vô cùng, nó lớn lao vô cùng. Thì bên Công giáo cũng vậy, bên Thiên Chúa giáo cũng vậy. Tôi nói là Thiên Chúa giáo chứ không phải là Công giáo. Nhiều người anh chị em tại Việt Nam nhìn về nước Mỹ không có nhận định rõ cái giá trị của tôn giáo, cái giá trị của tín ngưỡng ở bên Mỹ nó như thế nào. Đó là một giống dân chống lại sự bách hại của Công giáo lẫn bách hại của Anh giáo. Anh giáo tức là Tin Lành. Tức là họ không chấp nhận sự độc tài, họ không chấp nhận sự trộn lẫn với nhau để cộng sinh giữa thần quyền và thế quyền của những cái quốc gia cổ cựu của Âu Châu. Cho nên họ mới vượt thuyền, họ bỏ Âu Châu để họ tìm một vùng đất mới. Vùng đất đó họ được tự do. Tự do đầu tiên chính là tự do về tín ngưỡng của họ. Cho nên cái điều quan trọng nhất của hiến pháp của họ là tự do, và đặc biệt là tự do tín ngưỡng. Obama không mang cái niềm tin gọi là Thiên Chúa giáo, cũng không mang niềm tin Hồi giáo. Nó đối với Obama là một người lai căng. Và tại sao người lai căng đó, người không mang cái niềm tin của Thiên Chúa giáo một cách chân thành, lại trở thành Tổng thống của Hoa Kỳ mà là những hai nhiệm kỳ, nhưng phải một nhiệm kỳ. Và đồng thời, sau khi ông ta làm Tổng thống, tức là khi mà bình thường là sau Tổng thống xong rồi, thì họ sẽ lui về hoặc là làm kinh tế hoặc với gia đình của họ. Ai lại thiết lập một cái lực lượng khác nữa mà đặt ngay cái lực lượng đó sát cạnh với lực lượng của với tòa Bạch Ốc. Rõ ràng nó là một cái mưu đồ. Cái mưu đồ đó nó cả một đường dài. Tôi trở lại cái chuyện Trudeau. Tại sao có một ông thủ tướng Trudeau mà rất nhiều nguồn tin đã chạy ra rằng, tức là trước khi ông ta ra ứng cử, là ông ta là con của Fidel Castro. Mới đây tôi chạy một số những hình ảnh trên trang của tôi đó, là bên cạnh một cái quan tài. Trudeau lúc đó mới chừng 20 tuổi, 18, 20 tuổi. Cái khuôn mặt của Trudeau khi chụp sát với Fidel Castro y chang. Động thái xúc động. Lúc đó không giấu được gì. Kể cả là Fidel Castro lẫn cậu Trudeau. Và tại sao những người như vậy lại được xây dựng để trở thành Thủ tướng Canada? Tức là, và khi xây dựng lên thành Thủ tướng Canada là bắt đầu những cái hợp đồng lớn đã ký kết giữa quân đội của PNR với, tức là quân đội của Trung Quốc, của Trung Cộng với Canada. Cái vùng đất sát sườn
vùng biển đặc biệt là quan trọng, vùng biển Caribe, gọi là sinh lộ tử lộ của nước Mỹ là nằm ở đó. Và thời của Obama là gắn bó chặt chẽ với những cái kế hoạch đó, bảo rằng ông ta không biết, làm sao mà không biết được. Người ta giả danh là tập trận, người ta giả danh là huấn luyện, mà người ta chui xuống biển, người ta đặt vô số những cái thứ quan sát ở dưới biển, giống như là biển Việt Nam của chúng ta, nó đặt vô số những cái thứ gọi là vệ tinh của nó ở dưới lòng biển. Thằng tổng thống đuôi cũng sẽ phải nhận ra, chứ đâu có phải là cái thằng ma cạo, tức là thằng ma cáo, thằng cáo già như thằng Obama mà nó không nhìn ra. Cho nên cái thế lực của Deep State chúng ta phải nhìn thấy là họ đã cố gắng, mà không phải là 1 năm, 2 năm, 3 năm, càng 20 năm rồi. Mà từ cái thời gọi là còn thằng Mao Trạch Đông, nó đã nói về nước Mỹ, nó nói về an ninh của nước Mỹ trong cái những cái phiên họp gọi là phiên họp của chúng nó với nhau đó, của quân đội của chúng nó với nhau đó. Là nó trấn an đội ngũ nó dưới quyền đàn em của nó, trấn an rằng à đừng có lo thằng Mỹ, bởi vì sát nách của thằng Mỹ, địa giới của thằng Mỹ, sát nách của thằng Mỹ là của chúng ta. Tức là nó nói đến thằng Cuba, và đâu đó là nó nói đến cái thế lực của thế lực xây dựng của tụi nó với Canada. Đồng thời đó, chúng ta cũng cần phải nhìn những cái bóng dáng của dòng họ Rothschild, những cái bóng dáng của những người Do Thái đặc biệt đã có mặt trong đội ngũ của Mao Trạch Đông từ giai đoạn năm 1942-45 đến năm 1949, khi mà cái lực lượng PNA, tức là lực lượng giải phóng quân, vẫn còn chưa, tức là vẫn còn đánh đấm y xèo với quân Quốc dân đảng từ giai đoạn 1942-1943 đến 1949. Nhìn về điều đó để chúng ta thấy cái tham vọng của Trung Quốc, tham vọng bá chủ thế giới từ thời Mao Trạch Đông, chứ không phải là bây giờ mới có. Và đây là cái giai đoạn cuối cùng. Chúng ta có ngạc nhiên không khi Corona Vũ Hán bùng phát như thế? Và vì vấn đề an ninh, rất nhiều những quốc gia họ chưa dám nói ra, hoặc biết mà không dám nói, bởi vì thế lực to lớn, ghê gớm quá, thế lực Deep State nó làm cho kể cả gọi là những người 9 vị thượng phụ của Hoa Kỳ, tức là 9 người thẩm phán tối cao của Hoa Kỳ, còn Red Run đứng đáy ra quần. Thế lực nào làm cho họ phải đáy ra quần như vậy? Tức là tối cao pháp viện phải đáy ra quần như vậy để mà phản đối cái gọi là đưa ra một cái gọi là cái bãi một sự gọi là hủy án, hủy bỏ bác đơn cáo buộc, bác đơn tố cáo của tiểu bang Texas. Và cái hành động đó nó đang đẩy đất nước Hoa Kỳ vào trong những hoàn cảnh hết sức là rối ren. Một số người nói rằng sẽ không có thiết quân luật đâu, làm gì có thiết quân luật. Cái anh chàng gọi là anh chàng khách quyền đao còn cầm cờ đầu chạy dắt theo một lô một lốc bọn phò chạy theo đằng sau, bọn phò Việt, bọn phò vẹo chạy theo đằng sau. Là làm gì có cái chuyện thiết quân luật. Cái bọn vớ va vớ vẩn, bọn gọi là hoang tưởng. Hãy mở mắt ra. Chúng mày mở mắt ra. Không đến 10 ngày nữa sự kiện nó sẽ xảy ra. Đến lúc đó xem coi chúng mày sẽ ăn nói như thế nào. Dám trường mặt lên không? Ta sẵn sàng mời lên trên diễn đàn của tao để nói chuyện, nếu chúng mày đủ can đảm. Đừng núp lùm, đừng có chó chui, kiểu chó chui gầm trời, dẫn một lô một lốc bọn bọ, bọn phò chạy theo đằng sau. Đâu đó là
kéo cái dòng dây dài để kéo những thằng Việt Cộng, thằng cố cựu Việt Cộng. Hôm qua tôi có đề cập đến cái chuyện anh chàng, gọi là anh chàng Việt Cộng Võ Văn Tảo. Một số anh chị em tại Nha Trang có gửi cho tôi một cái thông tin là à anh Thành ơi, anh nói sai rồi. Thì tôi nói ngay là tôi đâu có hoàn toàn đúng đâu. Tôi nói sai thì phải chứng minh rằng tôi nói sai. Thì họ nói là ông Võ Văn Tạo không phải là người Nha Trang của chúng em. Ông Võ Văn Tạo là một cái thằng ở đầu ở đâu từ ngoài Bắc nó vào. Nó là bộ đội từ ngoài Bắc nó vào. Chứ nó đâu phải là người Nha Trang của chúng em. Mà anh nói, cái kiểu của anh nói là Việt Cộng nội thành, Việt Cộng từ ở Nha Trang đi ra nó làm oan ức cho dân Nha Trang của chúng em. Xin chân thành gửi về Nha Trang lời cảm ơn của tôi với các anh chị em đã xác định cái thông tin là Võ Văn Tạo không phải là người Nha Trang, mà Võ Văn Tạo là một người ở đầu ở đâu từ đất Bắc, tức là từ đất Ní Nội để vào trong Nha Trang. Nó cũng làm cho tôi bớt xốn sang, bởi vì nếu mà là người Nha Trang thì nó đau quá, bởi vì nó đã có một đứa Nha Trang rồi, đâu đó nó đang lòi ra thêm một đứa nữa ở Nha Trang. Mà lại đụng đến một cái đứa thứ ba là một thằng già như vậy, nó lại là người Nha Trang đấy, thì quả thực là đối với tôi là Nha Trang không còn là Nha Trang là miền quê hương cát trắng, nó không còn là Nha Trang là vùng quê hương cát trắng, là miền quê hương cát trắng, mà nó là miền quê hương cát đỏ. Rất cảm ơn các anh chị em đã giúp tôi đính chính lại ra cái thằng Việt Cộng đó là nó ở ngoài vị tuyến 17, cho nên nó không ngạc nhiên. Thưa các anh chị em, cái tình hình của nước Mỹ nó sẽ bắt buộc nó sẽ phải dẫn ra một cái động thái, tôi gọi là động thái hết sức lớn, như là một cuộc cách mạng. Người dân họ chịu không nổi. Những người dân thực sự là người dân Hoa Kỳ họ chịu không nổi. Cái chuyện loa phường, chúng ta là những người Việt Nam. Tình trạng loa phường ở Việt Nam là những người đang ở Việt Nam là mẹ đập không được thôi. Mình xách búa ra mình đập thì nó súng vác súng AK đó, nó bắn mình. Chứ nếu mà nó không có súng AK, hoặc là dân cũng có súng AK, tụi chính quyền cũng có súng AK nữa, thì các cái loa phường nó bị đập bẹp từ lâu rồi. Nó đâu có để đến tận bây giờ. Trong khi đó ngày hôm nay thì là cái thứ loa phường nó lại sang tới tận Mỹ. Và phò phạch là đu theo để thổi cái loa phường, tức là cùng chum mồm vào để thổi cái loa phường đó lên. Là loa phường láo xạo. Dân làm sao họ chịu nổi, nhất là dân Mỹ. Đặc biệt nữa là dân Texas. Và một số người nói là một số những tuyên bố gọi là tách bang, ly khai, nó có thể xảy ra hay không? Và một số anh em nói là không bao giờ xảy ra chuyện đó. Tôi nghĩ không có cái gì gọi là không bao giờ. Chúng ta đang có một cơ hội để nhìn sự biến động của thế giới, đặc biệt nhìn sự biến động của nước Mỹ. Cái mô hình liên bang là một cái mô hình hết sức đẹp, nhưng nó hơi hơi giống cái chuyện gọi là dân chủ xã hội. Dân chủ xã hội ở Âu Châu đó, ở Bắc Âu đó, nó đẹp được là bởi vì nó người ta nhìn chung với nhau. Và người ta chỉ có một nhóm người, cùng lắm mỗi quốc gia có mười mấy triệu. Thứ nhất, người ta có một cái vốn từ thời quân chủ để lại. Và ngày hôm nay, gia đình, tức là hoàng gia của các cái chế độ quân chủ vẫn còn. Cái chế độ của họ đó là chế độ quân chủ lập hiến. Vẫn còn có vua chúa để làm cái biểu tượng khi có sự xung đột của chính trị thì vua chúa sẽ lên tiếng. Tức là quyền lực của họ còn, giá trị tinh thần của họ còn, đạo đức của họ còn, suy nghĩ văn hóa họ giống nhau. Nó khác hẳn với nước Mỹ. Nước Mỹ có ông vua nào không? Không. Nước Mỹ là nơi người ta đến giành đất. Cái giai đoạn sơ khai của 300 năm trước đến để giành đất, đem máu xương của mình để giành đất. Và đó là những con người phá núi khai sông. Những cái gan đó nó không phải là gan nhỏ,
nó không phải là gan thứ thường. Giống như là người vượt biển, đi vượt biển được, nó phải là một cái lá gan khác thường. Bởi vì nó là chuyện phi thường. Làm được những chuyện phi thường phải là những con người có lá gan khác thường. Chứ nó không phải là những anh chàng xuất hiện từ đâu, từ đâu, từ trên trời nhảy xuống làm cái vị trí Việt kiều bằng cái chuyện lấy thằng chồng này hay lấy bà vợ kia, hoặc là chạy tiền này chạy tiền nọ, mua cái quy chế để đến Mỹ. Và ngày hôm nay đó là xây một cái gọi là cái bàn độc để chó nhảy bàn độc. Thế mình ngồi trên lên trên bàn độc để mình dạy những người, những lá gan đã dám vượt biển, những lá gan đã phải chịu tù đầy. Nó là điều chóng ngoe, nó khá là chóng ngoe. Bởi vì hầu hết những cái con người từ vượt biển hoặc là từ tù đầy mà đến Mỹ đó, là ai cũng khó khăn. Đời sống ban đầu 20 năm mới bắt đầu tỉnh trí lại. Và trong 20 năm đó không dạy được con cái của mình luôn. Con cái của mình phải buông cho đại học, buông cho xã hội. Và nó dần dần nó đi xa mình mà mình không biết. Cái nỗi đau của những người vượt biển, nỗi đau của những người chân ướt chân ráo đến Mỹ bằng hai bàn tay không, máu me không. Nó khác với cái bọn anh đi bằng cách anh cạp rổ cạp rễ đối với thằng chồng này, đối với con vợ kia để anh có mặt tại Mỹ. Anh có mặt tại những cái quốc gia gọi là quốc gia tự do để ngày hôm nay anh đứng ở cái vị trí rằng anh là người Việt kiều. Chúng tôi đâu có công nhận cái chữ Việt kiều. Việt kiều đéo gì. Chữ Việt kiều nghĩa là anh công nhận cái chế độ đó. Anh công nhận cái nước đó. Cái nước Việt Nam đó, mới gọi là Việt kiều. Chúng tôi là thứ mà cái chính phủ đó, cái chính quyền đó chúng tôi đã hất đi rồi. Từ chối cái bọn chính quyền đó. Cho nên bảo rằng Việt kiều là hỏng bét. Tự cái cách gọi, cái cách nói là, nó là tầm bậy tầm bạ. Không có, chúng tôi không phải là Việt kiều. Việt kiều là thừa nhận quyền lực của đất nước Việt Nam hiện tại thì gọi là Việt kiều. Chúng tôi là không. Tôi là những người tị nạn chính trị, lưu vong vì tị nạn chính trị, chứ không phải là lưu vong vì miếng ăn. Vâng, thưa các anh chị em, cái tình hình nước Mỹ nó sẽ rất hết sức là rối loạn trong cái giai đoạn này. Tôi xin phép để chạy lại một cái clip của ông Donald Trump trong thời gian cách đây 4-5 ngày. I have really good news. Today our nation has achieved a medical miracle. We have delivered a safe and effective vaccine in just 9 months. This is one of the greatest scientific accomplishments in history. It will save millions of lives and soon end the pandemic once and for all. I am thrilled to report that the FDA has authorized the Pfizer vaccine. We have given Pfizer and other companies a great deal of money, hoping this would be the outcome, and it was. On behalf of the American people, I'd like to thank all of the brilliant scientists, technicians, doctors, and workers who made this all possible. Pfizer and Moderna have announced their vaccine is approximately 95% effective, far exceeding expectations. These vaccines are also very safe. American citizens participated in clinical trials that were far larger than normal and had no serious side effects. The dedicated and independent experts at the FDA meticulously studied the results of the trials, and it has now passed the gold standard of safety. Through Operation Warp Speed, my administration provided a total of $14 billion to accelerate vaccine development and to manufacture all of the top candidates in advance. This included a nearly $2 billion investment in Pfizer to produce 100 million doses of their vaccine, with an option to produce 500 million additional doses. And I'm proud to say that we have made sure that this vaccine will be free for all Americans. Through our partnership with FedEx and UPS, we have already begun shipping the vaccine to every state and zip code in the country. The first vaccine will be administered in less than 24 hours.
the governors decide where the vaccines will go in their state and who will get them first. We want our senior citizens, healthcare workers, and first responders to be first in line. This will quickly and dramatically reduce deaths and hospitalizations. When the China virus invaded our shores, I promised that we would produce a vaccine in record time before the end of the year. They said it couldn't be done, but with today's announcement, we have now achieved that goal. The United States is the first nation in the world to produce a verifiably safe and effective vaccine. Today's achievement is a reminder of America's unlimited potential when we have the will and the courage to pursue ambitious goals. As I've said from the beginning, a vaccine will vanquish the virus and return life back to normal. The pandemic may have begun in China, but we are ending it right here in America. Operation Warp Speed is the greatest medical manufacturing endeavor in American history. We are deeply grateful to every person who has worked round the clock on this monumental national project to save lives. Thank you all for your tremendous gifts to humanity. God bless you. God bless the United States of America. And God bless the world. Thank you. Vâng, thưa các anh chị em, cái clip này, đặc biệt cái phần này đó là cái đoạn này đó, tôi rất muốn được chia sẻ. Đặc biệt đối với các anh chị em tại Hoa Kỳ. Cái phần trình bày của ông Donald Trump nó có nhiều cái chi tiết mà tôi nghĩ rằng chúng ta chưa có nắm rõ được, chưa có theo dõi rõ được. Nó liên quan đến cái chữ vaccine Pfizer được lặp đi lặp lại đến 3 lần. Và nhiều người bị lầm lẫn khi liên tưởng đến một cái vaccine của Âu Châu, của Đức và Pháp có phối hợp với nhau để mới làm trong thời gian vừa qua, theo Pfizer, theo tiếng tôi nói theo cái âm những gì tôi hiểu biết được của bên tiếng Pháp, tức là Pfizer. Tại sao ông ta lặp đi lặp lại ba cái âm, ba lần cái âm? Nó liên quan đến cái chữ Pfizer, tức là Pfizer. Pfizer nó là một cái hình thức tòa. Tức là khi mà ông ta nói ra cái lặp đi lặp lại đến ba lần cái chữ đó, cái chữ Pfizer đó, thì chúng ta cần phải hiểu đó là một cái tín hiệu đặc biệt cho cái tình trạng đất nước sẽ ban bố một cái sắc lệnh mới để mà áp dụng, không phải là sắc lệnh mà áp dụng luật, gọi là luật Pfizer của cuộc, tức là gọi là tòa án. Tại sao có cái tòa án Pfizer? Tức là năm 1978 là nó có cái tòa án nó liên quan đến đến tình báo. Một cái cơ quan tình báo, một cái cơ quan tình báo đặc biệt quốc ngoại. Tôi sẽ đọc để các anh chị em có cái hiểu nó cụ thể hơn nhé. Đây là từ lóng. Pfizer nó có một ý nghĩa khác, chứ nó không đơn giản chỉ là liên quan đến cái vaccine Pfizer. Pfizer nó có một ý nghĩa khác. Từ lóng của Pfizer là sự đổ ập của một căn nhà, tức là sự đổ ập xuống, sự sụp đổ. Nó bắt nguồn từ từ trong video của ông Donald Trump. Trong cái từ đó, ông Trump nói rằng Pfizer vaccine, ông ấy đã nói thành Pfizer vaccine.
Và chữ visa đã được nhắc tới 3 lần. Trước khi anh nói cái từ là vlige vaccine lần cuối. Các cái ý, cái cách phát âm thì nó có vẻ tương đồng, nó có vẻ giống nhau. Người nghe dễ lầm tưởng là ông Donald Trump đang nói từ vlige vaccine, nhưng thực ra là ông ta đang nói đến visa vaccine. Đây là một cách dùng từ lòng. Visa chính là visa quốc, visa của tòa án visa. Visa là một tòa án giám sát tình báo quốc ngoại, còn được gọi một tên khác là FISC. Hoa Kỳ, tình báo nước ngoài, tức là tòa án giám sát tình báo nước ngoài, là một tòa án liên bang Hoa Kỳ được thành lập và ủy quyền theo đạo luật tình báo nước ngoài, giám sát năm 1978, để yêu cầu giám sát lệnh so với các ngoại gián điệp bên trong nước Mỹ, tức là gián điệp ngoại quốc mà ở bên trong nước Mỹ. Các yêu cầu như vậy được đưa ra thường xuyên nhất là bởi Cơ quan An ninh Quốc gia, tức là NSA, và Cục Điều tra Liên bang, tức là FBI. Quốc hội thành lập FISA và tòa án của nó là kết quả của các khuyến nghị của Ủy ban Giáo hội, tức là Ủy ban Thượng Ủy ban Giáo hội về tín ngưỡng của Thượng viện Hoa Kỳ. Chúng ta đừng quên rằng nước Mỹ là nước dựa trên trên Kinh Thánh, dựa trên nền tảng Kinh Thánh Thiên Chúa Giáo. Cho nên cái ủy ban, tức là Thượng Ủy ban Giáo hội, là cực kỳ quan trọng. Và cái Thượng Ủy ban Giáo hội này nó là hầu như là họ nói ra, nói tiếng nói nào ra là Thượng viện phải lắng nghe để tìm cách thực hiện. Vào năm 2013, một lệnh tối mật do tòa án ban hành sau đó đã bị rò rỉ cho giới truyền thông từ các tài liệu do Edward Snowden thu thập, yêu cầu một công ty con của Verizon cung cấp nguồn dữ liệu hàng ngày liên tục của tất cả các hồ sơ chi tiết, bao gồm tất cả mọi cuộc gọi trong nước đi ra nước ngoài đều bị kiểm soát bởi NSA. Nó liên quan đến giám đốc tình báo Hoa Kỳ. Khi nói đến ông giám đốc tình báo Hoa Kỳ thì chúng ta đâu đó, tôi xin chạy một cái tấm hình. Trong những ngày vừa qua là chính vị giám đốc tình báo Hoa Kỳ này đã có mặt trên một chuyến bay riêng, chuyến bay của Air One, và ngồi chung với ông Donald Trump từ một cái nơi đặc biệt, một cái cuộc họp đặc biệt của Hải quân để đi về Tòa Bạch Ốc. Và chính cái FISA cua này đó sẽ trong thời gian sắp tới sẽ, tôi nghĩ là không lâu đâu, cùng lắm là trong vòng nửa tháng đến một tháng nữa, là nó sẽ đụng đến hai hồ sơ tối quan trọng mà nó liên quan đến Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, tức là hồ sơ Ngô Đình Diệm và hồ sơ Kennedy, tức là cái chết của Ngô Đình Diệm, cái chết của Kennedy. Và đặc biệt hơn nữa, nó liên quan đến một cái vụ án mà chúng ta hay gọi là vụ án 911, tức là hai cái tòa tháp đôi, gọi là vụ án 911, liên quan đến sự sụp đổ của hai tòa tháp đôi. Thật sự, nó có phải là nó có những chuyến bay như vậy hay không?
hay là nó là một sự lường gạt trắng trợn, và chính cái thế lực Death Star đã làm ra cái vụ án đó, làm ra cái cuộc khổng lồ, cuộc lừa dối khổng lồ để làm gì? Để phát động được chiến tranh, gây rối loạn toàn diện vùng Trung Đông. Và phát động cuộc chiến tranh như vậy thì có lợi cho ai? Có lợi cho những nhà tỷ phú đầu cơ vào chiến tranh, đặc biệt là George Soros, đặc biệt là gia đình Rothschild. Vâng, thưa các anh chị em, ngày hôm nay điều quan trọng, điều căn bản là muốn trao đổi với các anh chị em về tình hình của nước Mỹ. Nó sẽ có những biến động trong thời gian sắp tới. Chúng tôi có nhận được một cái chuyện, đây là một cái thông tin nó khá là riêng, đó là YouTube bị cảnh cáo, tức là YouTube bị cảnh cáo trong khoảng 20 phút đồng hồ. Đánh sập toàn diện, đó là đòn cảnh cáo. Đòn cảnh cáo của thế lực We the People. Và quân đội đã được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng để có mặt kịp thời đối với những tin tức mà cái lực lượng bảo hiến đã nhận được về những cái hành vi của bạo loạn, gây bạo loạn của Black Lives Matter và Antifa. Nói đến điều này, chúng ta cũng nhìn lại cái cuộc biểu dương hai lần vừa qua tại Washington. Cái thái độ biểu dương của những người Cộng Hòa hết sức đẹp, hết sức văn nhã, hết sức văn minh. Nó có sự quyết liệt nhưng nó là sự văn minh, người ta biết kiềm chế lẫn nhau. Nó khác hẳn với những cái cuộc gọi là biểu tình của bọn phò Black Lives Matter. Nó bẩn thỉu, nó bẩn bựa. Và nước Mỹ, văn minh của nước Mỹ, người ta không thể chịu đựng được cái chuyện đó. Và khi người ta nhìn ra một cái thế lực muốn xé nước Mỹ ra, muốn làm nước Mỹ thành cái của thế lực Death Star và Trung Cộng, thì người ta sẽ phải phản ứng, người ta sẽ bảo vệ. Tại vì nếu không bảo vệ ngày hôm nay, nó sẽ đi đến chuyện mất tự do của cả một liên bang, chứ không phải là chỉ có một vài tiểu bang. Và một số những cái động thái liên quan đến chuyện tách ra khỏi liên bang, nó là những sức nặng để cho bên phía tòa án tối cao pháp viện họ sẽ phải hành động. Dẫu rằng họ đã có một cái động thái khá là không đẹp trong những ngày vừa qua, nhưng cái chuyện ra tòa án thượng viện, ra tòa tối cao pháp viện nó chưa chấm dứt. Cái câu chuyện của Texas đó, nó có thể tạm thời được xếp lại. Nhưng cái câu chuyện to đùng nó lớn hơn rất nhiều, đó là vụ án của chính Rudy Giuliani với cùng ông Donald Trump, ông Lynn Rook, và một cái vụ án khác nữa tiếp theo cực kỳ lớn là của bà Sidney Powell. Tức là thiên la địa võng, tối cao pháp viện sẽ phải bị đặt trước vành móng ngựa. Tức là các ông, các bà sẽ phải đối diện với lương tâm của nước Mỹ, đối diện với pháp luật của nước Mỹ. Mà một khi cái hành vi của các ông, các bà đạp lên trên pháp luật một lần nữa đó, tức là đạp lên trên tư pháp tối cao một lần nữa đó, sau cái chuyện của Texas, Texas đó, thì chắc chắn quân đội họ sẽ phải hành động thôi. Chuyện này là chuyện tự nhiên. Cho nên trong cái tiêu đề ngày hôm nay tôi đề cập đến cái chuyện là mất tự do là mất tất cả. Người ta không thể để mất tự do, người Mỹ, đặc biệt là người Mỹ. Người ta thành lập lên quốc gia đó vì tự do. Người ta bỏ quê hương, bản quán người ta để người ta vượt biển đi đến những vùng đất lạ, đối diện với hùm beo, đối diện với biết bao nhiêu những sự chết chóc để lập quốc, lập lên một cái quốc gia mà cái quốc gia đó quy tụ quá rất là nhiều những sự phức tạp,
phức tạp về tôn giáo, phức tạp về dân tộc, chủng tộc, phức tạp về quốc gia. Nhưng những thách thức ngày hôm nay, cái mô hình hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ nó đang bị thách thức một cách gay gắt. Và nếu những người có hiểu biết của nước Mỹ, họ không hành động, thì chắc chắn sẽ trôi vào cái thế giới đại đồng. Cái thế giới mà người ta vẽ ra cái chữ gọi là toàn cầu hóa. Cái thế giới mà người ta đã chuẩn bị từ 20-30 năm nay rồi, đem quân của Trung Cộng vào trong đất Mỹ trong thời gian tới đó. Tôi nghĩ là trong một tuần lễ nữa thôi, một lô một lốc, đặc biệt là California, những cái đơn vị trá hình của PNA sẽ bị lôi ra, nếu không là sẽ y như cái câu chuyện cái căn cứ ở Maine. Tức là những cái kho, những cái thứ mà chúng mày đã đem đến, nó sẽ nổ. Trong cái trận nổ ở Maine vừa rồi, tức là cách đây chỉ có 2 ngày, 3 ngày, trong cái trận nổ ở đảo Maine, là phía quân đội của Hoa Kỳ họ mất một cái F-16. Và cái F-16 đó là cái gì? Nó thả cái thứ gọi là thứ động đất xuống à? Đâu phải đó. Cái thứ, cái F-16 đó là cái F gọi là kích hoạt cho những thứ đồ chơi được đem đến, nó nổ ngay ở bên dưới. Tức là gậy ông đập lưng ông. Đâu đó chúng ta cũng trân trọng cái F-16 đó đã phải chết. Và một số những cái lời tuyên bố của ông Donald Trump sau này chúng ta sẽ càng ngày càng nhìn thấy rõ ràng. Ngay sau cái sự kiện đó là ông không la, ông không hét, ông không nói là một căn cứ của, tức là hét lên chính thức là một cái căn cứ của tàu đã bị phá hủy, bởi vì nó sẽ gây hoảng loạn. Thằng tàu thì nó muốn là hoảng loạn, người dân Mỹ sẽ hoảng loạn, nó có chiến tranh như vậy, đó là điều thằng tàu nó muốn. Chết 500.000 quân rồi, ăn thua cái gì đối với chúng nó? Cho nên chúng nó cũng cầm hết, không có một cái tiếng nói nào, kể cả Canada cũng cầm hết. Chiếc F-16 đó là bị cái tầng hỏa tiễn phòng vệ của những cái căn cứ đó bắn lên, và trong một cái tình trạng bắn dày đặc như vậy là chiếc F-16 đó đã tan xác phạm, bị bắn không phải là một trái hỏa tiễn, dày đặc trái hỏa tiễn. Vâng, thưa các anh chị em, chúng ta nhìn về câu chuyện ở Maine vừa mới xảy ra 2-3 ngày thôi. Chúng ta nhìn vào tình trạng của nước Mỹ, và chúng ta nhìn ra cái tầng đáy ở dưới biển, cũng như tầng đáy trong lòng nước Mỹ, là nó bị xào xáo, nó bị mua chuộc, nó bị cấy, gọi là cấy sinh tử phù đầy trong đó. Hôm qua hôm kia một số các anh chị em của nhóm của chúng tôi chạy lên những cái hình ảnh của những nhân vật, tức là 22-24 hồ sơ ban đầu chúng tôi mới đưa ra, là những nhân vật chính trị dân chủ của Mỹ đó, là thân mật như thế nào, thân cận như thế nào, gặp nhau tại đâu, với những người nào, với những nhân lực nào. Đó là những cái phần mà chúng tôi biết được là mới sơ khởi, gọi là quét lên một cái lớp váng sơn, để cho chúng ta hiểu rằng những người yêu nước Mỹ, những thế lực quân sự của nước Mỹ, đặc biệt tôi đề cập đến cái chuyện là ông Donald Trump, ông vừa mới nói là FISA cuộc, tức là Tòa án Tình báo Quốc tế, Tòa án Tình báo nước ngoài. Nó sẽ được thành lập. Đến khi đó, đó là chúng ta sẽ thấy bách bành banh, lộ ra hết. Kể cả là tài sản của các ông Việt Nam, để ở ngân hàng nào, ngày nào đến, và nó sẽ ra sao. Ông nào là đảng viên, và ông nào giữ cấp nào, ông nào có những cái quan hệ như thế nào đối với những nhân lực chính trị tại nước Mỹ. Nó sẽ ra hết. Vâng, thưa các anh chị em, FISA cuộc nó sẽ đưa đến một cái tình trạng an ninh, gọi là an ninh đỏ cho Hoa Kỳ. Và chúng ta có sợ hãi hay không? Tôi nghĩ là không việc gì phải sợ hãi.
chúng ta có những khó khăn. Đồng bào của chúng ta tại Hoa Kỳ cũng như những người dân Việt, những người dân Hoa Kỳ sẽ có những cái khó khăn nhất thời. Và những cái khó khăn đó cùng lắm là một tuần nó sẽ được giải quyết. Cái chuyện tách bang thế này thế cổ, thế nọ nó sẽ không có. Người ta ngay như là bên Cộng Hòa thì bên phía Texas nói rằng trưng cầu dân ý để tách bang, tách tiểu bang. Và một số những tiểu bang khác cũng đã có ý tưởng hỗ trợ. Cái đó là phản ứng của người dân. Phản ứng của we, the people. Để áp lực cho tối cao pháp viện. Cũng như là để làm nền tảng cho cái quyết định thiết quân luật của Tổng thống. Nước Mỹ, liên bang Mỹ tồn tại được, vững vàng được là ở quân lực Hoa Kỳ. Và quân lực Hoa Kỳ không phải chỉ có hải lục không quân, mà trên của không quân, tức là lực lượng vũ trụ, lực lượng an ninh vũ trụ đã được hình thành. Nó không phải chỉ có hải quân, lục quân, không quân, hải lục không quân, mà một cái đơn vị khác vừa mới thành lập trong thời của ông Tổng thống Donald Trump. An ninh vũ trụ. Và chính cái hệ thống an ninh vũ trụ đó, nó soi mắt thần được hết tất cả những cái chiêu trò của bọn Deep State với thằng Tổ. Khi những thằng Tổng thống tranh cử Tổng thống để làm giàu, tranh cử Tổng thống để trở thành triệu phú, thì cái động lực làm giàu. Vào ghế Tổng thống, tranh ghế Tổng thống để làm giàu. Nó khác với cái vị trí của một người họ đã giàu có rồi, quá giàu có rồi. Họ nhảy ra, họ làm Tổng thống và họ không nhận lương. Thì hai cái tâm thái nó khác hẳn nhau. Và hai cái cách hành động, hai cái gọi là cái tư thế, tư cách yêu nước nó hoàn toàn nó khác nhau. Cho nên đừng có bị phân tâm. Một số những người Việt Nam đang bị dẫn dắt bởi bọn phò, tôi gọi là phò đỏ, phò bi, nó dẫn dắt. Đừng hãy nhìn vào cái chuyện một thằng tổng thống, tức là một thằng tổng thống tranh cử tổng thống để trở thành triệu phú. Thì khi mà anh tranh cử tổng thống để trở thành triệu phú thì anh phải lệ thuộc vào những thằng nó dắt mũi anh, những thằng nó đưa anh lên, những thằng nó xây dựng anh. Giống như là các cái ông bà gọi là dân chủ bạc cắc của Việt Nam cũng vậy. Thằng nào nó dẫn ông bà thì, tức là nó nuôi ông bà thì là ông bà phải bơi theo nó thôi. Và suốt mười mấy năm rồi, những nhân lực ở Việt Nam gọi là dân chủ Việt Nam đều được đùn đẩy lên bởi một cái thế lực Reporters Sans Frontières. Reporters Sans Frontières là gần như là anh em cật ruột với cái hệ thống Google. Và hệ thống Google nó là đàn em của ai, nó là tay sai của ai, thưa các anh chị em. Nó liên quan như thế nào đến George Soros? Và cái câu chuyện của cuộc cách mạng Hoa Lai, ai bỏ tiền ra để làm cuộc cách mạng Hoa Lai? Sắp tới đây nó sẽ xì ra cái câu chuyện 911. Ai làm ra, ai dựng lên câu chuyện 911? Nó đồng là một tác giả với nhau cả. Deep State dính dáng chặt chẽ đến hai cái dòng họ Rothschild và George Soros, hai dòng họ Do Thái. Rồi Reporters Sans Frontières đã qua một cái tổ chức gọi là tổ chức ngoại vi, một tổ chức gọi là tay sai của họ. Đó là tổ chức Việt Tân. Tổ chức Việt Tân đã biến dạng, đã biến hình sau năm 2004-2005, khi mà gọi là những lực lượng ưu tú của Việt Tân, một số những nhân lực ưu tú ở Việt Tân tại Pháp có được những cái đường dây liên lạc với Reporters Sans Frontières của Pháp. Và từ đó là đổ hết lực về Thái Lan. Và cũng từ đó, cái câu bất bạo động tuyệt đối nó được đắp bê tông trong cái tổ chức đó. Một tổ chức chiến lược bị thay đổi hoàn toàn năm 2005. Đó là lý do tại sao có những cái
cuộc gọi là đưa người từ Việt Nam đi sang bên Thái Lan để học tập, đưa Điếu Cày sang Thái Lan để học tập, đưa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sang Thái Lan để học tập. Tức là họ xây dựng nhân lực. Xây dựng nhân lực. Xây dựng nhân lực cho cái gì? Và ngày hôm nay, những người như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và nhiều người khác nữa, nhưng mà mấy người kia thì là lưu rưu. Song Chi cũng là đường dây của Rabota Song Phong Tre đưa đi, tức là rời khỏi Việt Nam để đi đến Na Uy. Có một dịp nào đó tôi sẽ vạch lưng cô Song Chi ra để chúng ta nhận diện được. Tức là tất cả những người đi ra từ Việt Nam mà chính thức đi ra bên ngoài, ở bên Pháp có thằng nhóc con, thằng Đặng Xuân Diệu, rất là láo. Bên Bắc Âu có nổi bật cô Song Chi. Bên Mỹ là anh Điếu Cày, cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và mới đây thêm một vị tả xung hữu đột cầm nạng đánh dữ dội, đó là cô nông dân Trần Thị Nga. Tức là họ chuẩn bị hết, nhân lực là chuẩn bị hết. Cái sự chuẩn bị Việt Tân chỉ là gọi là giáo đầu, người Việt Tân chỉ là tay sai, làm theo quyền, theo một sự chỉ đạo của ở đầu ở đâu. Cái quyền chỉ đạo ở đầu ở đâu, giờ này chúng ta đang nhìn ra. Chúng ta nghe những phát ngôn của những người đó, ngửi hơi phát ngôn của những người như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Đặng Xuân Diệu, Song Chi, thì chúng ta sẽ thấy chúng nó múa cho ai. Ăn cơm Chúa thì phải múa tối ngày thôi. Cho nên mới thấy rằng cái vòng đai, cái vòng tay, tức là bàn tay bọc nhung của lực lượng Depstas, lực lượng Bindergat, Bindergat là nó làm tức là nó làm rất nhiều. Ảnh hưởng lên tất cả thế giới, ảnh hưởng lên những người cầm quyền của thế giới, xây dựng thủ tướng, xây dựng tổng thống. Chúng ta nhìn như thế nào về một người hết sức là yêu kiều của chúng ta, Trần Thị Kiều Ngọc tại Úc Đại Lợi. Tại sao nổi lên cái ầm đẹp quá, như là một ngôi sao đẹp đẽ như vậy. Và sau đó thì tức là trong vòng 1 năm, 2 năm trời đó, là ngôi sao đó là giống như sao chổi, tức là quay vòng và nó lòi ra hết. Và đối với tôi, nhân dáng nó lòi ra là cái gì? Depstas đứng đằng sau, Bin de Beek đứng đằng sau. Việt Tân chỉ là vai phụ mà thôi. Cái điều đáng tiếc là tổ chức Việt Tân ngày hôm nay, đoàn viên ở hải ngoại thì cũng khoảng chừng 1.000 đoàn viên, 1.000 đảng viên hải ngoại. Và để mà hiểu được những vấn đề này thì cùng lắm là chừng 10 đảng viên hiểu được vấn đề này. Còn hầu hết là biết nói hay sao nhỉ? Chữ dành cho các anh chị, tôi nói được đến đó thôi. Nhưng đó là điều đau đớn của chúng ta, và đó là ván bài nan giải của chúng ta, để chúng ta phải định lại con đường chiến đấu của chúng ta. Đừng khoán trắng chuyện chính trị cho bọn cộng sản, cũng như đừng khoán trắng chuyện chính trị cho bọn Deep State. Xin kính chào các anh chị ạ.